A Di Đà Phật, thưa thầy, hiện nay vấn đề tâm linh hiện tại Việt Nam có rất nhiều pháp môn tu tập. Vậy theo thầy làm sao để phân biệt tà đạo hay là chính đạo? Đâu là đạo Phật chính tông ạ? Một bạn hỏi hiện nay ở vấn đề tâm linh ở Việt Nam có rất nhiều pháp môn tu tập. Không chỉ ở Việt Nam các bạn. Ở trên toàn thế giới bây giờ cũng có rất nhiều những gì? Những tôn giáo. Những tín ngưỡng. Và thậm chí có thể nói gì? Những điều mê tín dị đoan xuất hiện ở trên khắp thế giới, khắp cõi Sa Bà này, cõi Nam Thiềm Bộ Châu này, khắp trái đất này, nói nôm na cho dễ hiểu là khắp trái đất này, trong kinh Phật gọi là cõi Sa Bà hay còn gọi là cõi Nam Thiềm Bộ Châu, tôi thì thôi tôi nói là khắp trái đất này chúng ta dễ hiểu. Ở đây bạn hỏi rằng á, thì làm sao để phân biệt được đạo Phật, làm sao để phân biệt được tà đạo và chính đạo? Nếu chúng ta hướng tâm vào trong, chúng ta sẽ dễ nhận biết được đâu là tà đạo và đâu là chính đạo. Tà đạo thường mê hoặc lòng người, thường khoe khoang về bản thân, và thường gì? Hay khen mình chê người. Tà đạo thường dùng những lời gì ạ? Những lời ngoan ngoạt để dụ dỗ gì? Người ta. Tà đạo thường dùng những lời gì? Đe dọa, khủng bố người ta nếu người ta không tin, không theo mình. Tà đạo là họ làm những việc làm gì ạ? Những việc làm khuất tất. Làm sao để biết họ làm những việc làm khuất tất? Chúng ta phải lấy trí tuệ. Phải lấy trí tuệ để mà gì? Mà quan sát, để mà tư duy, để mà suy nghĩ. Vì đó làm những việc tà hay việc chính. Đức Phật dạy đây, chính đạo tức là gì? Con người đó phải nói những lời nói chân chính, từ hòa. Không lừa gạt người. Không dua nịnh người. Không chửi bới, không đem sự đau khổ đến cho người. Gọi là khẩu tứ đó. Gọi là khẩu nghiệp thì có tứ, thân thì không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, đó là gì? Chính đạo về thân. Khẩu thì không nói dối, nói sai sự thật, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, đó là gì? Là chính đạo về gì? Về khẩu. Tâm thì không tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ, thì đó gọi là gì? Gọi là chính đạo về tâm. Hay nói tóm lại, làm 10 việc thiện, thân không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, khẩu không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lời vọng ngữ, không nói lưỡi đôi chiều, lời hung ác đó, ý không gì, không tham sân si đó, 10 điều thiện đó làm được thì đó gọi là chính đạo. Trái với 10 điều thiện đó, thân sát sinh, trộm cắp, tà dâm, khẩu nói dối, thường nói dối, nói sai sự thật, nói lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều, dịch là nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo đó, ý thì thường khởi tham sân si, kiêu căng cống cao ngã mạn đầy mình, thì đó gọi là gì? Gọi là tà đạo. Trong bát chính đạo, ở trong 37 phẩm trợ đạo, Đức Phật dạy gì? Chính kiến. Phải có chính kiến. Chính kiến là gì? Cái thấy như thật. Không chỉ thấy bằng con mắt đâu, mà phải thấy bằng gì ạ? Trong tâm. Thấy bằng con mắt là thấy về gì? Về hiện tượng vật chất ở bên ngoài. Đem nó vào trong gì? Qua thằng qua gì? Nhãn căn. Kết hợp với anh gì? Anh thức thứ 6 là ý thức. Thông qua anh thức thứ 7 là mạt na thức, hay còn gọi là truyền tống thức đó. Đem vào trong gì? Vào trong cất chứa ở trong kho,
đó là tàng thức hay còn lại a lại ra thức đó, và chúng ta suy nghĩ phân loại, gọi là suy nghĩ, cái suy nghĩ đó chính là gì? Phân loại. Phân loại ví dụ chúng ta đem gì, đem các đồ vật vào trong phòng này chẳng hạn, chiếc bàn mang vào phòng này phải kê chúng địa vị trí này thì thầy mới gì ngồi giảng mới có thể được một góc quay đẹp. Nếu đeo quay ra vị trí kia chắc chắn rằng thì không thể có một vị trí quay đẹp được, vì bức tường giữa bên này nó rất ngắn, đặt cái máy quay bên này thì gì sẽ vướng không thể lấy được. Và phân biệt, muốn gì, muốn có một góc quay đẹp chắc chắn chiếc bàn phải để đây, và muốn có một gì, một tấm, một cái khung hình đẹp chắc chắn thầy phải ngồi đằng sau cái bàn này, chứ ngồi đằng trước cái bàn kia chắc chắn gì sẽ không có một khung hình đẹp. Muốn quay được gì trực diện thầy, không thể để cái máy quay ở đằng sau hay để bên gì bên phải hay là để bên trái, mà phải để phía gì, phía trước thầy. Đó, đó là gì, đó gọi là cái chúng ta đưa cái chủng tử vào trong a là gia thức của chúng ta để nó phân biệt. Tương tự như vậy, chúng ta vào phòng chúng ta biết sắp xếp ngay bàn kê ở đâu, ghế kê ở đâu, người ngồi ở đâu, máy quay để đâu, và bấm máy, hình sẽ chạy, tiếng sẽ gì, sẽ kêu. Đó, đó ở cái đó cho các quý vị, nó ở cái chỗ đó. Cho nên để mà làm sao phân biệt được gì, được chính tà, thì Phật nói phải đầu tiên phải có chính kiến, thấy nghe hay biết, chưa phải là tất cả, mà phải gì ạ, phải tư duy, phải quan sát. Quan sát là dùng bằng con mắt, quan sát là dùng bằng gì, bằng tâm. Cho nên là chúng ta đừng vội nghe một gì, một ai nói mà chúng ta đã tin theo ngay. Trong kinh á, ở Niết Bàn, trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật nói này các tỷ kheo, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, các ông gì, hãy tự thắp đuốc lên mà đi, hãy tin vào chính mình chứ đừng tin vào người khác. Và thậm chí Đức Phật nói gì, hãy đừng vội tin lời của gì, của người khác nói, giấu lời nói đó là lời nói của gì, của Như Lai. Chúng ta thấy Đức Phật bảo là hãy đừng vội tin vào lời nói của bất cứ ai, giấu cho lời nói đó là gì, là lời nói của Như Lai. Mà các ông phải gì ạ, phải tư duy, phải gì, quan sát xem nó có logic không. Tất cả gì A, B, C, D nó có gì, có logic không? Nếu không, chắc chắn là giả, hoặc có vấn đề gì đó. Chúng ta phải phải tư duy lại như thế. Phật dạy chúng ta học đạo phải có trí tuệ lại như thế. Cho nên ngày xưa chúng tôi đi học thì hay nghe các cụ, các hòa thượng nói, học Phật mà không hiểu Phật đó, tức là gì? Là báng Phật. Học mà không hiểu Phật đó, tức là báng Phật đó, là hủy báng Phật đó. Hay còn gọi là gì? À, tu mà không có trí tuệ á, thì gọi là gì? Tu mù. Học á, tức là người có trí tuệ á, mà không tu á, thì càng tu càng tăng trưởng gì ạ? Chi kiến xấu, chi kiến ác. Càng tu càng tăng trưởng chi kiến ác. Cho nên những kẻ học mà không tu thì càng ở trong chùa nhiều, càng tu lâu á, ở trong đạo lâu á, thì càng tăng chi kiến ác. Chi kiến tức là cái gì? Sự hiểu biết, cái thấy, cái biết, lời nói hành động của vị đó thì càng ngày càng ác. Còn tu mà không học thì tu mù, chắc chắn gì? Tu mù chứ là người mù đi ra đường rất khó để đi được đến đích, chứ nếu như không có người giúp đỡ. Nếu như đó không phải là con đường quen thuộc hàng ngày, vì đó thì đã tập luyện nhiều ngày, nhiều lần để đi qua. Cho nên ở đây muốn phân biệt được thế nào là chính đạo, thế nào là tà đạo, nếu chỉ cần một cái câu này thôi có thể gì giảng cả ngày, thậm chí giảng cả tháng vẫn chưa hết. Nhưng chúng ta phải gì? Phải biết được là đấy, như lúc nãy thầy đưa ra mấy cái gì? Mấy cái tiêu chí. Dùng những lời để hăm dọa người, nếu như mình không khuất phục họ, dùng những lời để hăm dọa mình. Ví dụ như trường hợp này,
À, ví dụ thầy chẳng hạn, các quý vị không theo thầy, thầy nói gì? Chúng mày mà không gì, không theo tao hay gì, các con không theo thầy á, thì các con sẽ bị quả báo, các con sẽ bị đọa địa ngục. Các con theo thầy thì sẽ có một tương lai sáng suốt, à có một tương lai sáng sủa, và thầy sẽ chăm lo cho các con gì, à, có đầy đủ cái này cái nọ cái kia. Nếu không theo á thì các con sẽ đọa địa ngục A Tỳ, rồi sẽ phải chết, sẽ này thế nọ thế kia, à, vân vân. Như thế là gì? Chắc chắn là thầy tà. Trong Phật giáo không có cái chuyện gì đem cái sự khủng bố người ta để lôi kéo người ta theo mình, áp đặt và bắt buộc người ta gì phải theo mình. Như vậy là gì? Là tà. Người làm hành đạo như thế gọi là tà đạo. Cho dù đó là một vị sư, đó là một vị hòa thượng, đó là vị vượng tà thượng tọa, đó là vị có gì, thậm chí là có đức, có chức cao, quyền trọng ở trong giáo hội, thì đó vẫn là gì? Kẻ hành tà đạo. Cho nên ở đây, từ chỗ đó chúng ta có thể suy luận ra, có thể suy luận ra đâu là tà đạo. Hăm dọa người, dùng tiền để mua chuộc lòng người, để lợi dụng lòng tốt của người, dùng quyền lực để gì? Để mua chuộc gì? Lòng người, để níu kéo và để câu vớt mọi người, vân vân đó. Đó cũng là một gì? Một hình thức tà đạo. Thậm chí bây giờ các vị thấy, khuyên bà là tu theo đạo của tôi sẽ nhanh được gì? Nhanh được giải thoát, nhanh được giác ngộ. Tu theo đạo của tôi sẽ được khai mở luân xa, khai mở các luân xa, các huyệt đạo, và có thần thông, có thiên nhãn thông, có tha tâm thông, có thần túc thông, có túc mệnh thông, thậm chí họ nói là có lậu tận thông, thậm chí họ nói là còn chứng gì, chứng cao hơn cả Phật, cả Bồ Tát nữa, vân vân. Đó chính là tà đạo. Chúng ta thấy hơn chục năm trước ở Việt Nam và thế giới rộ lên một cái gì? Một cái đạo còn gì, còn hơn cả Đức Phật nữa. Đó là cái đạo gì? Thanh Hải Vô Thượng Sư. Xuất phát từ một người Phật tử tại gia. Học đạo, học theo đạo Phật, học theo giáo lý đạo Phật. Nhưng sau này á, tôi không biết là bà có lên ẩn cư chân dãy Himalaya không. Nhưng mà trong những cái băng thuyết giảng và các đệ tử tông hô bà nói là bà có lên ẩn cư ở trên Himalaya một thời gian. Sau đó thì bà cho rằng cái việc tu tập của bà thì đã hoàn toàn chứng ngộ và giải thoát rồi. Cho nên bà lấy cái pháp hiệu là Thanh Hải Vô Thượng Sư. Vô Thượng Sư tức là gì? Một trong gì? Trong 10 danh hiệu của Phật, Như Lai Ứng Cúng, Chính Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ. À, chứ Vô Thượng Sư nó tương đương với gì? Vô Thượng Sĩ. Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu. Ở trong 10 danh hiệu của Đức Phật thì gọi là Điều Ngự Trượng Phu. Đây bà nào nói là Vô Thượng Sư, tức là bậc thầy gì? Bậc thầy vô thượng, không còn ai hơn bà ấy nữa. Đó, Thanh Hải Vô Thượng Sư. Cũng một thời ngang dọc, một thời làm chấn động cả thế giới. Không chỉ ở Việt Nam chúng ta đâu, không chỉ châu Á đâu, mà bà một thời làm chấn động thế giới. Và coi như là thế giới có một cái tôn giáo nữa xuất hiện. À, thời đó thì nó ầm ầm lên như vậy. Và sau một thời gian, chúng ta thấy, ngày xưa các cụ chúng ta thường nói, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải gì ạ? Phải lòi ra. Đó. Cái kẻ mà gì theo tà đạo, lừa đảo, dối gạt mọi người, thì dần dần mọi người sẽ phát hiện ra thôi. Cho nên các cụ chúng ta nói cái kim lâu ngày trong bọc cũng lòi ra lại như thế. Không thể giấu được, không thể giấu mãi được. Rồi gần đây thì gì? Có sau khi Thanh Hải Vô Thượng Sư xẹp xuống rồi, mất chỗ đứng. Tất nhiên thì nó vẫn còn hoạt động, nhưng mà nó không được như ngày xưa nữa. À, nó không rầm rộ như ngày xưa nữa. Thì lại xuất hiện một cái ông gọi là Trần Tâm. Một cái ông Trần Tâm. Nay ông đóng là gì? Là Hòa Thượng ở Việt Nam. Mai ông đóng là gì?
là pháp sư gì Trung Quốc Đài Loan, ngày kia ông lại đóng là gì Lạt Ma Tây Tạng, ngày kia ông có thể gì đóng là cha đạo, đóng một vị cha của đạo Tin Lành hay đạo Thiên Chúa, có hôm thì ông đóng là mục sư vân vân. À, và ông nói gì, ông được Chúa Trời cử xuống nhân gian này để cứu nhân độ thế, thế này thế nọ thế kia vân vân. Và thậm chí là gì, mấy năm trước ở trong đạo tràng chúng ta cũng có một số Phật tử trên thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, nay là thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, quê hương của chúng tôi, cũng đã đi tu ở theo đạo tràng mấy năm trời, tụng kinh niệm Phật rồi, nhưng bảo là tu theo đạo Phật thì chậm. Cho nên nghe một số những người theo cái đạo Trần Tâm đó, nói rằng này, chẳng cần phải tụng kinh, chẳng cần phải niệm Phật, cuộc sống gì vẫn cứ bình thường, cứ bình thường như thế đi, và đến sau khi chết đó, chỉ cần mang cái ảnh đến để sư phụ thì nhìn thấy sư phụ thì chú nguyện, và sư phụ vuốt cái giơ tay vuốt qua mà cái muốn sinh về Tây Phương Cực Lạc liền sinh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà phải đóng mấy chục triệu, phải đóng mấy chục triệu để gửi ảnh sang bên Campuchia, ở bên nước ngoài á, vì ông ấy không về Việt Nam được. Cho nên là phải, ông là gốc người Việt Nam, cũng có vợ, nhưng sau này bà bỏ vợ và con này, cũng bà lên núi Himalaya để ẩn cư mấy năm, học với các vị đại sư ở trên Himalaya, và cũng tuyên bố là đắc đạo, cũng tuyên bố là đắc đạo như là Phật, thậm chí còn hơn Phật nữa. Nhận cái gì, cái sắc chỉ, cái giáo chỉ của gì, của Thiên Đế xuống nhân gian để gì, để cứu nhân độ thế. Ở Việt Nam chúng ta mấy tháng gần đây chúng ta thì báo chí, truyền hình, truyền các trang mạng xã hội rầm rộ nói về một cái vị trước đây là có thể nói là một doanh nghiệp gì làm ăn gì rất nổi tiếng ở Việt Nam, đó là ông chủ cà phê Trung Nguyên, đúng không? Đặng Lê Nguyên Vũ đó. Phải nói là một vị trước đây thì cũng phải nói rất có trí tuệ, rất có tâm xây dựng kinh tế cho doanh nghiệp, phát triển kinh tế doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn, thậm chí phải nói là hàng vạn gì cán bộ công nhân viên, những người dân nhờ vào công việc đó mà để ổn định cuộc sống, đem lại cái lợi ích kinh tế cho đất nước, cho dân tộc, thì cũng phải nói là góp phần xây dựng kinh tế đất nước rất, dân tộc rất lớn. Một cái ông chủ, mình có thể nói một ông chủ cũng có gì, có tiếng tăm ở trong giới doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta, ông chủ cà phê Trung Nguyên. Nhưng mấy tháng trở lại đây chúng ta thấy báo chí gì ầm ĩ rầm rộ lên với cái việc là hai vợ chồng đưa nhau đi ra tòa, kiện cáo nhau ra tòa trong suốt cả năm nay, đặc biệt là mấy tháng trở lại đây. Và khoảng độ tầm mấy tuần trước tôi cũng xem một cái clip về về cái việc mà ông ấy sau khi mà ẩn cư ở trên núi mấy năm, hình như 4-5 năm gì thì phải, sau khi đi xuống thì bây giờ thì ông ấy kiểu như nói rằng á, cũng được là mình cứ nói nôm na như là Chúa Trời hay là một đấng tối cao một đấng tối cao ở trên trời giao cho ông một cái trọng trách đặc biệt ở xuống nhân gian này để gì, để cứu nhân độ thế vân vân. Và chúng ta cứ nhìn những, xem những hành động, những cử chỉ và những lời trả lời phỏng vấn báo chí của ông ấy, chúng ta xem một người không bình thường nữa. So với 5 năm trước và 5 năm sau, từ khi lên núi ẩn cư, bây giờ ông là một con người hoàn toàn khác. Và có thể là ông vẫn nghĩ là ông khác theo chiều hướng tốt, nhưng tốt hay không đó thì vợ con ông, những người thân của ông bao nhiêu năm nay đã gắn bó với ông sẽ biết ông là gì, là con người đi theo chiều hướng tốt hay chiều hướng xấu. Nếu mà đi theo chiều hướng tốt thì chắc chắn vợ con không bao giờ gì làm đơn để ly dị cả,
để ra tòa cả. Đây không phải là tôi bênh bà vợ mà tôi ghét ông ấy, tôi cũng chưa bao giờ từng gặp ông bà cả, chỉ có mới đọc thấy ở trên báo và xem thấy cái băng ông ấy trả lời phỏng vấn báo chí, nhưng mà tôi thấy này không ổn một chút nào. Bằng kinh nghiệm của một người xuất gia tu hành, tôi thấy ông không ổn tí nào về con đường gì, con đường tu tập của ông ấy, về pháp tu của ông ấy bây giờ. Hay theo nhà Phật thì có thể nói khẳng định gì, đến 99,9% gì, ông ấy đang bị tẩu hỏa nhập ma. Tức là gì? Tu tập sai đường. Tu tập sai đường. Chưa chứng đã gì? Đã cho mình đã chứng. Chưa ngộ cho mình rằng ngộ. Và cho rằng mình á, được một cái đấng tối cao đặc biệt nào đó ban cho mình một cái trọng trách giáng sinh xuống nhân gian này để cứu nhân độ thế bằng hình thức nào đó. Chắc chắn rằng nếu vị này luôn luôn thiền định, thường hay ngồi thiền định, tôi sẽ gì? Đọc vị một vài cái gì ạ, một vài cái điểm mà vị này gì trải qua, nếu mà phải á, vị này phải mà có duyên thì các vị này, vị này sẽ có gì, sẽ có thể tự nhận ra. Đầu tiên ngồi thiền thấy tâm tĩnh lặng, thấy hơi thở của mình gì như quản như mất. Rồi có giai đoạn gì thấy thân thể của mình gì lớn ra gì to hàng gấp gì vài chục, thậm chí vài trăm vài nghìn lần, thậm chí là gì là lớn như cả một trái núi mà mình gì cảm thấy mình đang lơ lửng trên hư không. Thậm chí thì có lúc thấy thân thể của mình gì là tan biến hòa vào trong hư không, không còn có một chút gì nữa cả. Rồi có, rồi không, có không tùy theo từng lúc dụng tâm. Rồi dần dần nhìn thấy cái cảnh giới gì, cảnh giới thần tiên, hay là thậm chí cảnh giới Phật, cảnh giới Bồ Tát, thậm chí cảnh giới gì ma quỷ vân vân hiện ra. Và rồi á sẽ thấy gì, mình có một cái năng lượng gì đó ở trong tâm, có thể mình nghĩ một cái gì đó là ngày mai cái gì đó thì ngày mai nghĩ nó là như thế và nó xảy ra đúng như thế thật. Và nghĩ rằng gì là ví dụ nghĩ là đang ngồi uống nước với bạn là gì, đang ngồi uống nước với bạn chỉ cần trầm tư một chút là gì, nói bạn là gì, cái thằng kia hôm nay nó đến đây, tí nó đến đây đấy, tí nó đến thật. Nghĩ như vậy và đúng, tí thằng bạn đến thật. Và nghĩ là đầu tiên, cái bước đầu tiên nghĩ cho là đấy, bắt đầu mình gì, mình bắt đầu có gì, có những cái cảm giác về tâm linh đặc biệt. Và thậm chí này, đến mức cao hơn có thể gì, nhìn thấy nữa. Đắc đạo chưa? Chưa đắc đạo. Chưa đắc đạo. Ở trong quyền niệm Phật thập yếu của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm là nhị tổ của định tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, có kể một câu chuyện. Ở bên Trung Quốc mấy trăm năm trước có vị thiền sư tu ở trên núi, ở thời nhà Minh bên Trung Quốc. Lúc đó vị thiền sư này ngồi thiền ở trên núi, ngài chứng được thiên nhãn thông. Và thiên nhĩ thông, ngài thấy được và nghe được những tiếng nói, nhìn thấy được những bước chân gì của giặc, gọi là giặc, giặc khăn vàng, gọi là Hồng Tú Toàn đó. Giặc khăn vàng tức là một cái vị tướng, nhưng mà xong rồi đứng lên làm phản triều đình nhà Minh. Ông ấy chính là gì, gọi là giặc khăn vàng, chính là Hồng Tú Toàn. Do Hồng Tú Toàn gì là người là thủ lĩnh để giấy binh tạo phản, gây dựng cơ nghiệp, nhưng mà không được, không thành, không đủ đức, chưa đủ đức, chưa đủ tài, cho nên gì ông bị chết ở trong trận mạc. Cái vị thiền sư ngồi trên núi nhìn thấy ở cái thành gì Tô Châu, dân chúng đang bình an như vậy, nhưng gì giặc khăn vàng tràn đến, giết người cướp của, không việc ác gì là chẳng làm. Cho nên á, cái vị thiền sư này mới đi xuống núi khóc lóc và kêu với dân rằng khổ lắm, khổ lắm, mọi người thì hãy chạy đi,
chuẩn bị gì? Chết đến nơi rồi, có chiến tranh đến nơi rồi. Chỉ ngày mai ngày mốt là gì? Chiến tranh đến nơi. Trong khi đó thì gì? Cả thành Tô Châu, dân chúng vẫn bình an vô sự. Ai cũng nói là gì? Ông là kẻ điên, ông là hòa thượng điên. Muốn điên thì đi đâu mà điên? Để chạy xuống gì đây mà điên là gì? Ông ở trong điên ở đâu, từ đâu mà chạy đến đây? Hai ngày sau, ba ngày sau, quân giặc khăn vàng do Hồng Tú Toàn lãnh đạo tràn tới, cướp của giết người chết chóc như rạng. Vị thiền sư gì? Đau khổ, rất đau khổ. Cho nên một thời gian sau, phải đến hơn 20 năm sau, có người nhìn thấy ông ấy đi ở trên phố nhưng gì? Vẫn còn đang khóc lóc và kêu rằng khổ quá, khổ quá. Đấy gọi là gì? Bi ma ám nhập. Bi ma ám nhập, phá đạo gì? Người tu. Đầu tiên nó làm, nó cho gì? Nó dựa vào cho có thần thông, có thiên nhãn thông, có thiên nhĩ thông, có tha tâm thông, có túc thần thông, chỉ có lậu tận thông là chưa có thôi. Cho nên nhìn thấy cảnh giới đó, tâm tu chưa vững, bi tâm dấy khởi, nhưng mà trí tuệ chưa gì, chưa sâu, cho nên đã bị bi ma ám nhập. Và một đời tu qua đi một cách gì? Luống uổng vậy. Cho nên hôm nay chúng tôi nói, qua đây chúng tôi cũng nói, cái cách tu của tà đạo, chính đạo bây giờ chúng ta thấy nó nhiều lắm. Không khéo lầm đường lạc lối nghe. Kể cả đệ tử Phật của chúng ta cũng lầm đường lạc lối một cách gì? Một cách gì? Dễ như chơi, chứ đừng nói là người ở ngoài đời nữa. Cho nên đang nói về cái ông chủ cà phê Trung Nguyên, Đặng Lê Nguyên Vũ đó, tôi nói bây giờ ông vừa qua thì xem thì thấy ông bảo bây giờ ông được một cái đấng tối cao. Ông trả lời báo chí kiểu như thế, kiểu như giao cho một cái trọng trách. Thậm chí ông còn nói Phật nói về nhân quả còn gì ạ? Còn thiếu, còn chưa đầy đủ. Ông còn muốn bổ sung thêm để cho đủ. Phật nói còn thiếu. Thì có nghĩa là gì? Ông tìm ra cả cái thiếu của Phật, cái sai của Phật, thì đương nhiên ông gì? Ông không nói là ông hơn Phật, nhưng mà gì? Ông nói Phật nói về nhân quả còn thiếu, thì nghĩa là gì? Ông hơn cả Phật rồi. Nhưng cái trường hợp này chúng ta thấy chỉ một thời gian nữa thôi. Nếu không dừng lại thì các cụ ngày xưa nói gì? Mất cả chì lẫn chài đó. Vợ con cũng mất, tiền bạc cũng mất, danh vọng cũng mất, và trở thành một cái kẻ gì không biết sẽ đi về đâu. Giống như là gì? Cũng có thể lặp lại kịch bản, có thể nó khác hơn, nhưng mà giống như là gọi là cái gì ngày xưa gọi là cái gì, ăn chơi nhất gọi là gì nhỉ, không gì ăn chơi nhất các tỉnh Nam Bộ ngày xưa gọi là cái gì này, đốt tiền xoay ấy, đốt tiền để tìm tiền, tự nhiên là quên đó, nhất thời quên mất, lại già rồi nó cũng lầm cầm đó. Công tử Bạc Liêu công tử Bạc Liêu thì gì, do ăn chơi sa đọa mà gì đánh mất cả cơ nghiệp. Thế còn cái này gì, do tu tập sai pháp cũng sẽ đánh mất cả cơ nghiệp. Chứ không phải là cứ bảo tu tập là cứ tu tập là gì ạ, là thành Phật thành tiên thành thánh hết đâu các quý vị ạ. Đặc biệt là người tu thiền không có thầy dạy đạo rất dễ đi vào đường tà. Giống như xưa Đức Phật còn tại thế, một vị tướng cướp đó là gì, vô não, tu theo một gì, một ông thầy tà. Và một hôm thì cái bà vợ của ông thầy đó rất thích gì, rất thích anh chàng đệ tử của sư phụ mình đó là vô não, vì anh ta rất to cao đẹp trai khỏe mạnh và chính trực. Có mỗi cái tính tình là gì, là hơi nóng nảy, bảo nào thì làm thế mà thôi. Nhưng mà đặc biệt là gì,
bà vợ của cái ông thầy thì rất thích anh ta. Và nhiều lần đó gạ gẫm, mình nói nôm na, gạ gẫm và muốn gì? Muốn ngoại tình với anh ta. Nhưng anh ta vì gì ạ? Vì là kính nể sư phụ của mình, cho nên đó, vẫn giữ cái đạo làm trò và một mực từ chối cái bà vợ của sư phụ mình. Nhất định không để cái chuyện bại hoại về luân thường đạo lý thầy trò xảy ra. Cho nên đó, ông ta từ chối, mực từ chối. Do không đáp ứng được cái nhu cầu, cái dục vọng của bản thân, cho nên cái bà vợ của ông thầy gì? Một hôm á, ở trong nhà tắm, bà ấy cố tình này đánh rớt cái áo tắm, cái áo xuống dưới. Và ngày xưa cái nhà tắm nó kiểu gì, nhưng bà bảo đánh rớt cái câu chuyện nó bảo đánh rớt cái áo xuống dưới. Và cái áo thì thường ngoắc, có thể là hoặc là ngoắc ra ngoài nó rơi, ngoắc từ nửa trong nửa ngoài, nhưng giả vờ gì ạ? Giả vờ có thể là gì, nó bà đẩy cho nó rơi ra phía ngoài. Và đăng cái lúc đó, nó biết cái lúc đó thì vô não đang gì gánh nước đi qua đó, thì liền là gọi là bảo đưa cái áo cho bà đánh rơi cái áo chẳng hạn. Hãy đưa cái áo cho ta đánh rơi cái áo. Vô não vừa cầm cái áo lên định đưa vào thì bà ta hét toáng lên, bảo là gì? Là vô não định là gì? Định cưỡng bức bà ta. Khi mà ông thầy của ông biết được cái chuyện đó, cho nên gì? Và nghĩ rằng vô não có ý với gì? Với vợ ông ta thật. Và vô não bị các ông thầy lợi dụng mình, biến từ một cái người chính trực, từ một người học đạo chính trực, thành một gì? Thành một kẻ học đạo tà, theo đạo tà. Đó là gì? Ông thầy nói rằng á, bây giờ ta có một cái pháp, cái pháp này không cần phải tu hành khổ hạnh, không cần phải ép xác hại mình, cũng có thể đắc đạo, trở thành một vị bậc minh triết ở trong tương lai. Nhưng không biết là gì, con có làm được không? Vô não bảo rằng nếu sư phụ mà tin tưởng, thương yêu con, tin tưởng con thì cứ nói, nếu con làm được thì sư phụ thấy con làm được thì con sẽ cố gắng làm. Sư phụ nói rằng ta thấy con có nhân duyên, cho nên nói với con và muốn trao cho con. Ta còn chẳng đủ cái duyên để làm cái, để hành pháp ấy. Pháp này thì phải những người đặc biệt có đủ duyên lành mới làm được. Vì sao? Vì cái ông thầy muốn gì? Muốn mượn đao phủ của nhà vua để giết. Chứ nếu mà đánh mà giết trách móc thì mọi người sẽ bảo là ông thầy này là tiểu nhân. Trò nó tốt với mình như vậy mà gì? Ông thầy tiểu nhân, cho nên mượn đao giết người. Vì vậy mà ông thầy bảo với vô não gì? Ta có một bí pháp nay truyền cho con. Đó là gì? Phải giết được 100 người. Có sách thì nói là 1.000 người, nhưng thôi tôi nói 100 người thôi. Phải giết được 100 người. Vô não giết được, bảo là giết, khi mỗi khi giết 100 người, nhưng giết được 1 người thì chặt lấy cái ngón tay gì? Cái ngón tay trỏ của vị ấy. Chặt lấy ngón tay của vị ấy để gì? Phơi khô đi để gì? Để sâu thành một cái chuỗi đeo gì ở trên gì? Trên cổ này. Và khi mà giết đủ 100 người đó, chặt được 100 cái ngón tay đó, phơi khô đi và đeo được trên người đó, thì tự nhiên là đạo quả sẽ thành. Vô não vì là một anh chàng thanh niên to cao, lực lưỡng, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, mưu trí, cho nên anh ta tự nhiên trở thành một gì? Một tên giết người khét tiếng trong vùng, đi hết nước này đến nước nọ, 2-3 nước lân bang. Anh ta giết được 99 người rồi, còn một người cuối cùng anh ta gì? Tìm mấy hôm, thậm chí mấy tuần, cả tháng không được ai. Vì mọi người sợ anh ta, không ai dám gì, dám đi vào rừng một mình hay là đêm tối nữa. Cho nên anh ta tìm cả tháng không giết được ai, thiếu một người nữa. Một hôm anh ta nghĩ rằng là gì? Vậy chỉ có còn một người gì? Chỉ cần một người nữa thôi là đủ, là ta đắc đạo. Ta đắc đạo rồi có thể báo hiếu, có thể độ cho mẹ ta sinh thiên. Cho nên anh ta nghĩ như vậy, và anh ta nghĩ rằng vậy thì chỉ một người nữa thôi. Khi ta đắc đạo ta có thể độ cho được tất cả mọi người, độ được cho cả mẹ ta. Vì vậy anh ta gì? Anh ta vác con dao từ trong bìa rừng đi về nhà mình
và nghĩ anh ta nghĩ rằng sẽ giết chết mẹ mình, chặt lấy ngón tay của mẹ mình đeo cho đủ số 100 và anh ta gì sẽ đắc đạo. Đắc đạo rồi sẽ hóa độ cho mẹ sau. Rất may cho anh ta. Trên đường đi về gần tới nhà, bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài muốn tránh cái sự gì? Cái nghiệp ác đọa A Tỳ địa ngục, không biết bao giờ cho thoát được đối với một đứa con bất hiếu như vô não. Cho nên Đức Phật ngài đã gì? Ngài đã thể hiện một mình đi ngang qua cái bìa rừng đó. Sau khi khất thực và thọ thực xong, vô não đuổi thấy Đức Phật liền gì? Thấy một vị sa môn liền thay đổi ý nghĩ và nghĩ rằng gì? Vậy ta không phải giết mẹ ta nữa, ta sẽ giết vị sa môn kia, là vị sa môn thứ 100, chặt lấy cái ngón tay của vị sa môn ấy và tế thần, chắc chắn ta sẽ đắc đạo. Và đuổi theo vị đó, vô não liền gì? Liền đuổi theo Đức Phật, đuổi hoài không được, kêu sa môn kia đứng dừng lại. Phật nói Như Lai đã dừng từ lâu, chỉ có ngươi gì? Ngươi chưa dừng mà thôi. Như Lai dừng từ lâu là sao? Tức là Như Lai đã dừng tất cả các việc ác. Còn ngươi chưa dừng là sao? Tức là các việc ác của ngươi gì? Vẫn chưa dừng. Sau khi nghe Phật nói như vậy, vô não liền gì? Bỏ đao xuống và quỳ xuống Đức Phật xin sám hối và xin làm đệ tử của Phật. Phật từ bi thọ ký và độ cho vô não là người xuất gia. Không bao lâu vô não chứng được thánh quả A-la-hán. Cho nên ở trong đạo Phật chúng ta mới có một cái gì? Có một cái từ thường nói gì? Bỏ đầu đao xuống lập tức thành Phật. Bỏ đầu đao xuống lập tức thành Phật, đó chính là gì? Là chỉ cho cái sự tích của gì? Của tướng cướp vô não, một kẻ giết người khét tiếng. Đến mẹ mình cũng định giết, đến Phật cũng gì? Cũng định giết. Vì tu theo gì? Tin theo thầy tà. Tin theo thầy tà. Lúc đầu thì gì? Ông rất là gì? Thông minh, chính trực, tốt bụng, khỏe mạnh. Nhưng mà do gì? Do cái lòng tà của người vợ của ông thầy mình, không đáp được cái mục đích nhu cầu của bà ta, cho nên vu oan giáo họa cho gì? Cho người học trò. Và người thầy do gì? Do không hiểu được người trò, cho nên xử sự với người trò một cách gì? Một cách mà phải nói là gì? Độc hại như thế. Dùng cái gì? Mình dùng đấy là phải dùng cái mưu đồ gì? Mượn đao giết người. Và đúng quả thật khi mà giết người như vậy là cả triều đình của cả các mấy nước lân bang ở đó đều gì? Đều dán cái lệnh truy nã. Và bao nhiêu quân lính cử đi vây bắt nhưng mà đều không vây bắt được vì ông ta quá giỏi. Ngày đêm, ngày thường thống sống trong rừng sâu núi thẳm, đêm thì gì? Bất chợt ra để giết chết một người. Đó. Như là kẻ đi mây về gió vậy. Vì ông ta rất gì? Khỏe mạnh và có võ. Đó. Võ thuật rất cao. Và lại có trí tuệ nữa. Trí tuệ ở đây tức là không phải là cái trí tuệ như trí tuệ của Phật, trí tuệ giác ngộ đâu. Mà có nghĩa là người thông minh. Nói là người, con người rất thông minh. Nhưng mà bị gì? Vì tin thầy cho nên bị ông thầy tà lừa. Cho nên ở đây gọi là gì? Tà đạo là gì? Tà đạo tức là đi cái con đường gì? Tu tập theo cái con đường gì? Con đường không chân chính. Con đường không chân chính. Đó, cho nên ở đây gọi là cái vị này là gọi thế nào là đạo Phật chính tông? Xin thưa nhé, tôi xin trả lời, đạo Phật chính tông không phải là đạo Phật nguyên thủy mới gọi là đạo Phật chính tông. Cũng chẳng phải là đạo Phật gì? Nam tông, đạo Phật khất sĩ mới là đạo Phật chính tông. Hay cũng chẳng phải là đạo Phật Bắc tông, đạo Phật Đại thừa mới gọi là chính đạo Phật chính tông. Đạo Phật chính tông là đạo Phật gì? Khuyên con người ta bỏ ác, làm lành, lãnh giữ hành thiện. Đạo Phật chính tông là gì? Là đạo Phật gì? Lấy giới làm thầy. Lấy khổ chúng sinh là khổ của mình, lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình. Và lấy giữ gì? Lấy sự tự giác, giác tha và dần dần hướng tới giác hạnh viên mãn, đó chính là gì? Đạo Phật chính tông. Còn bây giờ chúng ta nói gì? Đạo Phật nguyên thủy là đạo Phật chính tông. Đúng không? Nếu chúng ta bảo đạo Phật nguyên thủy là đạo Phật chính tông. Không đúng.
Nói là đạo Phật chính tông là không có người làm xấu, không có tăng làm xấu, không có tăng tà, không có tăng ác, đúng chưa? Sai hoàn toàn. Những người tu theo đạo Phật nguyên thủy như Thái Lan, Lào, Myanmar, Campuchia, vân vân. Chúng ta thấy Thái Lan vài năm trước có một cái ông sư là chùm ma túy, một cái ông sư là chùm ma túy của gì, chùm ma túy của tam giác vàng chứ không phải chùm ma túy bình thường đâu. Chúng ta thấy ông này đội lốt là một vị sư trụ trì một vài ngôi chùa, có cả máy bay chuyên cơ riêng toàn dùng hàng hiệu và gì, ô tô hạng sang, cái loại gì đắt tiền nhất thế giới ở gì trong ngôi chùa của ông ấy, để có gì có vài chục chiếc, có cả máy bay riêng. Sau này mọi người cảnh sát hoàng gia Thái Lan đó điều tra bắt được hắn thì mới biết thì hắn chính là một gì, một kẻ chùm mafia, chùm ma túy, chùm ma túy của tam giác vàng. Chúng ta thấy không có một tổ chức nào, Đức Phật nó không có một tổ chức nào sống với nhau á, từ 5-7 người, chục người trở lên á, mà trải qua thời gian 5 năm, 10 năm, 20, 30 năm mà gì, mà không có những người gì, người ác, những người đi sai đường lạc lối. Không có một tổ chức tôn giáo chính trị nào ở trên thế giới này tồn tại với nhau khoảng 15, 20 người trở lên là không có kẻ xấu. Kể cả đạo Phật của chúng ta, đạo Phật nguyên thủy hay là đạo Phật gì, đạo Phật phát triển, đạo Phật Nam Tông hay đạo Phật Bắc Tông, đạo Phật Tiểu Thừa hay đạo Phật Đại Thừa vân vân, đâu cũng có gì, những vị sư tốt, đâu có những, có cũng có gì, có những con hổ mang giả sư ở trong chùa. Đó. Các tổ chức chính trị trên thế giới cũng vậy. Chúng ta không thể nói là gì, Đảng Cộng sản của chúng ta là, mà chế độ cộng sản của chúng ta bây giờ, Đảng Cộng sản của chúng ta là gì, là thuần tịnh, thuần thiện, là tốt nhất gì trong tất cả các đảng chính trị trên thế giới này, không có. Mà cũng không thể nói gì, Đảng Cộng hòa của Mỹ là đảng gì, Đảng Dân chủ của Mỹ là gì, là cái đảng gì tốt nhất, đảng chính trị tốt nhất, đeo lại gì cơm no áo ấm và hạnh phúc tốt nhất cho tất cả nhân loại trên thế giới này, không có cái chuyện đó, không có. Xin thưa các quý vị, thế giới này không có một tổ chức nào là gì, là tốt đẹp hoàn mỹ nhất và gì, không có những người xấu người ác ở trong đó cả. Hôm nay họ là người tốt, nhưng ngày mai vì danh văn lợi dưỡng họ có thể trở thành người xấu. Cho nên chúng ta thấy gì, một vị sư xuất gia tu hành bước đầu là một vị sư tốt, nhưng sau này khi mà có tiền có của, chùa to Phật lớn, chùa to cảnh lớn rồi vân vân, có thể là trở thành một vị sư gì, sư xấu. Một vị đảng viên gì, lúc đầu thì rất là tốt, liêm minh chính trực, nhưng dần dần sau này có địa vị rồi thì lại thành trở gì, tham ô, tham nhũng, làm những việc bại hoại. Chúng ta thấy trong các vị chức sắc tôn giáo cũng có những vị lãnh đạo gì của các tổ chức chính trị xã hội trên thế giới gì đều có. Cho nên khi mà đã thành thành một tổ chức rồi á, thì nó sẽ có cái đó. Cho nên ở đây hỏi đâu là đạo Phật chính tông, tức là đạo Phật chính tông chính là con đạo, cái đạo Phật gì dạy con người ta gì bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, lấy giới luật làm thầy, nương vào ba môn học vô lậu là giới định tuệ, thì đó chính là đạo Phật chính tông. Chứ còn là cái cách dạy có thể là thế này hoặc thế khác, đi đường vòng hay đi đường tắt vân vân, cái đó chỉ là phương tiện thôi các quý vị, chứ không phải là Phật giáo nguyên thủy mới đạo Phật chính tông. Còn Phật giáo đại thừa là Phật giáo gì lai căng, không phải là chính tông. Nói như kẻ nào mà nói như thế, sư nào mà nói như vậy á, cũng chỉ là sư gì á, gọi là ở chỉ ở bờ bên này, làm sao thấy được gì mọi cảnh đẹp của bờ bên kia. Ta chỉ thấy gì ở trong đất nước Việt Nam của chúng ta thì chỉ chưa người chưa được đi xuất ngoại ra khỏi biên giới lãnh thổ đất nước Việt Nam, thì làm sao biết rằng ở ngoài lãnh thổ đất nước Việt Nam còn có những quốc gia gì rất là đẹp, rất là xinh tươi và rất là giàu có, rất là thơ mộng.
Cho nên á, ở đây chúng ta không thể nào mà nói rằng á, phải là cái đạo Phật tôi đang theo này mới là chính tông này, còn đạo Phật kia là đạo Phật gì, lai đạo Phật tạp vân vân chẳng. Đó. Tôi nghe thấy một số những vị pháp sư khi lên trên tòa giảng chỉ trích là cùng đạo Phật với nhau, nhưng chỉ trích là những người tu theo mật tông là gì, là tà đạo, tu theo tịnh độ tông là gì, là tà đạo, và chỉ có tu theo thiền tông mới là gì, là chính đạo. Sai. Khi vị đó mở lời chỉ trích những gì, những đồng đạo của mình, những đồng tu của mình nhé, thì tâm vị đó là gì, là tà, tâm vị đó là tà, các quý vị đó là tà đạo rồi, vị đó không phải là chính đạo nữa. Vì đạo Phật chân chính không khen mình chê người, không lợi mình để gì, để tổn người, đó là chính là gì, là cái lý tưởng của đạo Phật chân chính, là đích đến của gì, của đạo Phật chân chính, là pháp thực hành của đạo Phật gì, đạo Phật chân chính. Cho nên ở đây thôi, vì thời gian nó không có nhiều, cho nên xin tạm dừng cái câu hỏi của vị này.